thì để không mất thời gian, một số anh chị đã đến trực tiếp với thị trường ngày luôn hôm nay luôn. Thì thấy là thị trường trong ngày hôm nay là một thị trường mà có rất nhiều biến động, rất nhiều thông tin đồn đoán xảy ra, và đặc biệt nhất là những cái thông tin đến từ cái những cái thị trường như là thị trường về sóng về mã phiếu như Penny, Midcap rất là nhiều nhá. Trong khi đó một số thông tin tốt được nhả ra với một số mã phiếu như là nhóm ngành banh nhá. Thì hiện tại thấy là hôm nay thị trường ta thanh khoản cũng được tăng khá đáng kể nhá. Kèm theo đó thì một số mã phiếu Midcap và Penny giảm rất mạnh. Và hiện tại thì thị trường nó vận động thế nào, một số mã phiếu đó đang vận động thế nào nhá, thì chúng ta cùng xem hết ở cái video này. Thì mọi người nhớ nút thích video nhé. Xin chào anh Văn Cung Đạn nhé, chào anh. Thì một số mã phiếu của anh lát em sẽ nhận định cho anh luôn cũng như mọi người luôn. Mới comment một số mã phiếu xuống đây thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người luôn nhá. Thì chúng ta đến với thị trường thì thấy là hôm nay thị trường về mặt kỹ thuật nhé mọi người. Mặt kỹ thuật thì thấy là thị trường hôm nay là một thị trường mà phải nói là có những cái biến độ, cái biến độ dao động nó rất là lớn, cái độ dao động spread của nến rất là cao. Đấy, thị trường chúng ta những mức tăng điểm rất tốt từ đầu phiên, sau đó thì chúng ta lại bị giảm quay trở lại và kiểm tra đường MA20, chứng tỏ là một cái biên độ tăng điểm rất là mạnh trong phiên ngày hôm nay. Và thị trường chúng ta đã có những lực kiểm tra vùng 1.500 nhưng không thể vượt được, và sau đó có một cái vùng quay trở lại kiểm tra những đường MA20 nhưng không thủng. Hiện tại thì chúng ta đã có mức đóng cửa quanh những cái vùng tích lũy hiện tại, và chúng ta đang kỳ vọng là chúng ta tiếp tục tích lũy lại quanh vùng này nhá. Đó, tích cực hơn nữa sẽ tiến đến những cái vùng là vùng 1.510, tích lũy trên đó sẽ tốt hơn. Đấy, hiện tại thì tích lũy quanh vùng này cũng được, không sao cả. Hiện tại thì khối lượng bán ra cũng rất là lớn với thị trường ngày hôm nay. Sự bán ra thì nói đến một số mã phiếu như là một số mã phiếu trong ngành bất động sản bị bán được mạnh, thì có một số thông tin đồn đoán rằng là một số cái người bị bắt đúng không? Một số cái nhà đầu tư bị bắt hay là một số cái đội lái bị bắt. Đấy, thì chúng ta nghe thông thoáng vậy thôi, như là anh Dũng này vân vân này, hay là anh TA gì gì đó vân vân, thì chúng ta nghe thông thoáng như vậy. Thì sóng thông tin cũng vẫn là sóng thông tin mà thôi. Cái quan trọng là chúng ta phải hoạt động thế nào với sóng thông tin ở hiện tại và ta hiểu về nó như thế nào. Thì thị trường chúng ta không dễ kiếm tiền, thật sự không dễ kiếm tiền tí nào cả. Những năm 2020, 2021 thì thật sự rất dễ kiếm tiền. Tại vì sao? Tại vì khi đó thị trường chúng ta thì đều gần như tất cả phiếu đều giảm về một cái mức chiết khấu rất là tốt. Nha. Thì sau đó thị trường chúng ta hiện tại thì mới về một mức cân bằng. Khi đó nhiều mã phiếu được tăng ở mức cao hơn, nhiều mã phiếu thì bị đang ở mức cân bằng, nhiều mã phiếu thì hiện tại đang ở mức rất thấp. Cho nên thì chúng ta phải có khả năng nhận diện được nhiều mã phiếu như vậy để chúng ta vào mua, chứ không phải như một thị trường trước đó nữa là chúng ta cứ thoải mái mua thì trước sau gì đợi thầy cô tới điểm danh làm ta có thể thắng thị trường. Thì bây giờ không còn như vậy nữa nhá. Chính vì thế thì thời điểm bây giờ thì người đó nghĩ là chúng ta nên tìm hiểu về cổ phiếu và nắm giữ tốt hơn, và khi đó chúng ta mới có thể kiếm được tiền, chứ không phải là chúng ta cứ lãng nước thị trường chứng khoán, mua vì khi thị trường xanh rồi bán khi thị trường đỏ là không được nhá. Đấy, thì góc độ của người đó sẽ như vậy. Thì hôm nay người đó nhắc nhở mọi người như sau. Thì đầu phiên, khi mà đầu phiên thì em thấy là thị trường chúng ta đầu phiên người đó nhận định như sau là thị trường chúng ta thì bị ảnh hưởng bởi một số mã phiếu của Queen, nhưng mà hiện tại thì sẽ không quá là nhiều, và hiện tại thì những cái đội lái liên quan tới Queen khả năng cũng sẽ bị bế đi, như là đội lái của Tân Hoàng Minh này, hay là Lewis này, hay là một số đội lái vân 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 sẽ bị bế đi đó. Và tuyệt đối không nắm giữ những mã phiếu của đội lái nhá, và hãy nên nắm giữ một số mã phiếu cơ bản hiểu doanh nghiệp, hay là nắm giữ một số mã phiếu của VN10. Hãy tập trung vào những mã phiếu đó. Hiện tại thì cái sự sàng lọc thanh lọc sẽ được bắt đầu, và hiện tại Queen Dex sẽ là một cái ngòi nổ đầu tiên cho cái sự thanh lọc này nhá. Đấy, và hiện tại thì chúng ta cũng đang trong một biên độ rất hẹp nhá, cho nên cái việc mà giao dịch hiện tại rất là khó. Cho nên thì cái việc mua và tập trung giữ cổ phiếu thì chúng ta nên thay vào đó tập trung vào giữ cổ phiếu nhiều hơn thay vì chúng ta mua nhá. Đấy, thì hiện tại thì hỗ trợ thị trường đã là vùng 1482 và kháng cự là vùng 1.50. Hiện tại hôm nay có một phiên kiểm tra vùng hỗ trợ với thị trường chúng ta nhá. Và góc nhìn của người đòi hiện tại là như thế nào, thì góc nhìn của người đòi hiện tại nhá, đó là thị trường chúng ta đây. Góc nhìn của thị trường hiện tại của người đòi thì người đòi nghĩ rằng là quan điểm của người đòi là thị trường chúng ta vẫn ổn, trung hạn vẫn ổn, và cái việc mà một số thông tin xấu được đưa ra như là bắt ông này hay là cấm xuất cảnh của ông này ông kia thì đều nhờ những thông tin nó xu hướng gọi là ngắn hạn mà thôi.
Ở trung hạn thì chúng ta hiện tại vẫn đang rất ổn nhá. Đấy, và mọi người đừng có gọi là quá lo sợ với những vấn đề này. Và khi mà chúng ta giải quyết được những vấn đề như là về thao túng thị trường này, về cái vấn đề như là giải quyết được thì chúng ta về vấn đề trong sạch hơn, thì nó giúp thị trường ta cho một xuống dài hạn hơn, xuống trung hạn đánh tốt hơn trong xuống sắp tới nhá. Và cái thứ hai nữa, những góc độ người đáy đỏ nhìn nhận á, thì có thể sẽ đúng thì sai, nhưng đây là góc độ người đỏ thôi, là người đỏ đang nhìn nhận rằng là khả năng sẽ là ngày 1 tháng 4 sẽ là thông báo về vấn đề chúng ta có được nâng hạng hay không nhá. Về cái vấn đề này thì khả năng thị trường chúng ta đang chứng minh cho cái một số cái nhận định của thế giới và một số góc nhìn của thế giới nhìn vào chúng ta là chúng ta hoàn toàn thể nâng hạng được, và góc độ chúng ta đang đi rất tốt để sàng lọc một số cái doanh nghiệp, một số mã phiếu rác đi đó, thì khi đó chúng ta mới có thể đặt chuẩn cho vấn đề nâng hạng được nhá. Đấy, thì chúng ta khả năng ngày 1 tháng 4 sẽ là một cái thông báo cho vấn đề là thì chúng ta có đạt những tiêu chuẩn cho vấn đề thị trường ta nâng hạng lên thành một thị trường mới nổi hay không, hay là vẫn là thị trường cận biên nhá. Đấy, thì góc độ chúng ta sẽ như vậy. Hiện tại dòng tiền vẫn đang tập trung vào một số mã phiếu banh rất là nhiều, và hiện tại rất nhiều những mã phiếu banh đang tạo hình hai đáy ngắn rút chân nhá. Đấy, thì rất nhiều những mã cổ phiếu xuất hiện những cái điểm mua sell out cộng 10 rất là nhiều, cho nên là hiện tại thì chúng ta cứ phải quan sát kỹ thôi. Chúng ta phải quan sát kỹ thị trường và xem thử những mã phiếu này như thế nào. Chứ còn để mà nói thì hiện tại với một hai cái phiên giảm, hiện tại một phiên giảm ngày hôm nay chưa nói được nhiều nhá. Hiện tại rất để mà nói như là như anh Hoàng có nói này, anh Hoàng là tài khoản vẫn xanh đét này. Tại vì sao? Thì những điểm mua và nãy rất là tốt, anh kỳ vọng những điểm mua rất là tốt. Ví dụ chúng thấy này, một số mã phiếu như là hôm nay vẫn xanh rất tốt như TNG này, xanh rất tốt, gần như xanh mức giá cao nhất rồi đúng mọi người. Đó thì không phải là chúng ta mua lại những cái điểm mua rất tốt, như người đó mua điểm giá đeo fit này quanh những vùng này, khi một cái điểm giá đeo fit ngay đây luôn này. Đấy, thì chúng ta thấy là một cái điểm mua rất là tốt và sau đó một khoản lợi nhuận rất tốt đúng không? Đó. Hay là một số mã phiếu như C4G này, vẫn giữ được mức xanh của nó, chưa gì xấu cả. Chúng ta mua những vùng giá rất tốt ở phía dưới thì chưa gì phải sợ cả, đúng không? Hay là một số mã phiếu dòng banh hôm nay có những lực hồi rất là tốt như là VB này. Chúng thấy VB này tạo ra tâm hồn hai đáy và tạo ra một cái điểm mua của sell out cộng 3 đúng không? Sell out cộng 3 giá. Kèm với đó thì một cái điểm mua gọi là bay vọt xuất hiện. Đó thì là một điểm mua rất đẹp cho chúng ta thấy được là cái mã phiếu VB nó mạnh như thế nào ở hiện tại. Đấy, hay là mã phiếu MBP. Đấy, hay là mã cổ phiếu như BIDV cũng là một số mã phiếu có điểm mua rất là tốt trong phiên ngày hôm nay. Đấy, chứ không phải là cái mã phiếu nào cũng xấu trong ngày hôm nay đâu chị. Rất nhiều những tài khoản chúng ta mua được những cái vùng giá tốt, chúng ta đều có giữ được những vùng giá tốt, chúng ta sẽ giữ được những tài khoản ta tốt thôi nhá. Trong những ngày hôm nay thì mọi người biết đó, một số mã phiếu và bất động sản cũng bị giảm rất mạnh. Trong khi đó thì người đó đã từng mua một số mã phiếu như Shell cũng như là DG tại những vùng giá, thì ta coi là những cái mã phiếu này trước đó ta đã bị xấu hay chưa nhá. Đó, đã xấu hay chưa. Đây chúng ta thấy đây, một số mã phiếu như là chúng ta thấy như DG này canh về mua giá 80, hay là SCR mua giá 19.5 đấy, hay là một số mã phiếu như HD6 vùng giá HD6 nhá, HD6 nhá vùng giá 40 này đó, hay Khang Điền này, Nam Long này, tất cả những cái mã phiếu này đều ở quanh những vùng giá tập gom trước đó và đều những khoản lợi nhuận nó tốt nhá. Chúng ta coi những cái điểm mua quanh này như hầu như là chưa mã phiếu nào chúng ta bị lỗ cả đúng không mọi người, đều có lãi cả. Thì chưa lý do gì chúng ta phải quá sợ hãi một phiên điều chỉnh của thị trường trong ngày hôm nay đúng không mọi người nhá. Đấy, thì lý do tại sao chúng ta phải lo sợ thị trường quá với một cái phim mà nó chỉ đạt gọi là đạt sơ sơ thôi, nó thấy gọi là không phải đạt quá là mạnh nhá, đạt sơ sơ. Một số mã phiếu sàn là một số mã phiếu mà cho thấy được những sự ảnh hưởng của sự đầu cơ nhiều thì bị sàn mà thôi, thấy không? Đấy, mình thấy là một số mã phiếu bị sàn, như là thấy là một số mã phiếu ảnh hưởng của sự đầu cơ rất là nhiều, như là một số mã phiếu của Lumitui này, hay là mã phiếu Mình Quyết này, okay. Hay một số mã phiếu mang cho mình cái sự đầu cơ rất là lớn, thấy như là LDG này đó, LDG hay là L14 cũng là một cái mã phiếu cho thấy là cái sự giảm điểm rất mạnh này đó, EGC cũng vậy này. Đấy, trong khi đó một số mã phiếu đầu tư vẫn rất tốt, ví dụ HD6, D2D, GVR, TIP đều là mức giảm không bị quá phải lo lắng cả đúng không, mình thấy không? Đấy, đấy trong cái danh mục người đò là hiện tại là danh mục của khách hàng này hiện tại như này, mình thấy không? Mức độ giảm cao nhất của cái mã phiếu là mã phiếu SCR và mã phiếu DIX hiện tại cũng chỉ là một cái mức giảm có thể kiểm soát được, chưa phải là quá là xấu khi mà xảy ra. Tại vì sao? Tại vì mã phiếu DG thế này, chúng ta mua tại những vùng giá 80 cho đến 90 đi, thì hiện tại cũng chỉ là một cái vùng giá quanh những cái vùng mà chúng ta gom trước đó đúng không?
Hiện tại thì cái vùng giá tầm 95 hoàn toàn có thể chấp nhận được, và phiên đầu tư đâu anh nói trước được điều gì đâu, chấp nhận cho việc là chắc lỗ 5-7% điều bình thường xảy ra nhá. SR cũng vậy, ở hiện tại cũng chỉ là quanh cái đường xét lại, kiểm tra lại cái đường trend line khi nó mất thoát ở đây đúng không, thì gần như là chúng ta có mua những vùng này ngay đây chúng ta bị lỗ nữa thì chỉ là một mức lỗ rất bình thường, và hoàn toàn thì kỳ vọng được những cái phiên nó kiểm tra lại những cái đường vùng giá 21 nhá. Trong khi đó còn mua trước là những cái vùng giá như là những vùng giá 20 hay là 20.5 còn trừ nữa cơ nhá. Đấy thì đó là góc nhìn chúng ta đầu tư như thế nào và đang kỳ vọng như nào ở một cái thời điểm kiếm tiền như bây giờ. Đấy. Chứ không phải là chúng ta cứ nhìn vào ở cái thị trường ta thấy trường đỏ là chúng ta phải sợ hãi, thị trường xanh là chúng ta vui sướng đúng không? Chắc chắn với chị một điều á là cái phiên ngày hôm qua khi mà thị trường chúng ta có một cái cây hồi phục mạnh mẽ như thế này, rất nhiều anh chị nhảy vào mua hàng, mua rất là nhiều, mua không ngừng nghỉ luôn đúng không? Thì khi đó có phải là khi anh chị mua vào với thị trường xanh và anh chị nhìn vào thị trường xanh chị mua thì đó chắc chắn anh chị sẽ không được lợi nhuận tốt bằng những người mà biết được những hội, biết được những mã phiếu tốt khi mua gom là những vùng giá khi chúng ta bị giảm sâu như này đúng không, khác nhau hoàn toàn đúng không chị, khác nhau hoàn toàn đó, cách đầu tư mỗi người khác nhau hoàn toàn. Vì như ví dụ như những ngày như là ngày 15 hay ngày 14 ta đã gom rất là nhiều thì những ngày này tôi có khoảng một khoản lợi nhuận rất tốt so với những anh chị đã mua những cái vùng giá ở phía trên này đó, và chúng ta chuẩn bị được những cái tư thế chúng ta tại sao lại sinh ra những cái điểm mua đó là điểm mua bốc kết vai vọt này, những điểm mua sell out này đúng không, tại sao sinh ra những điểm mua vậy, tại sao sinh ra những cái mẫu hình như là mô hình của 3C, mô hình hai đánh gắn để làm sao để ta mua được những cái điểm mua sớm đúng không, rồi sau đó chúng ta mới mua những điểm mua, những điểm mua break out đó như vậy. Đấy, chứ không phải là chúng ta cứ đợi những điểm mua break out chúng ta mua là sai hoàn toàn đó. Thì cách đầu tư là phải như vậy, mọi người phải hiểu được cách đầu tư để mọi người kiếm được tiền như vậy, chứ không phải mọi người cứ nghĩ rằng là thị trường hiện tại là một thị trường dễ kiếm tiền bằng cách là cứ thấy thị trường xanh chúng ta mua, thị trường đỏ chúng ta bán là sai hoàn toàn phương pháp đầu tư nhá. Ở thì người đầu hiện tại đã đầu tư theo phương pháp để mọi người nhắn rất rõ cho mọi người thấy luôn, đó là phương pháp về chúng ta mua đỉnh và bán đáy nhá. Đỉnh bán đáy thì cái việc mua đỉnh bán đáy này là một cái phương pháp mà mọi người có thể tham khảo, thì lát nữa người đầu sẽ gửi cho mọi người cái video về hướng dẫn phương pháp đầu tư người đầu vào trong những rung cộng đồng, mọi người tham gia rung đồng bằng cách mà người nhấn vào cái rung đồng này, nhấn vào đây tham gia rung đồng nha, người đầu sẽ gửi cho mọi người coi phương pháp người đầu hợp với mọi người hay không, và mọi người tìm hiểu phương pháp của mọi người đầu tư thế nào có giống người đầu hay không nhá. Ấy thì mọi người có sẽ có một phương pháp đầu tư khác nhau, cho nên chúng ta không nói được những cái chung được, cho nên ta sẽ nói cái riêng của mọi người nhé. Phương pháp của người đó là mua đỉnh và bán đáy, mua đỉnh bán đáy như nào thì mọi người hãy tìm hiểu trong cái video này nhé. Đấy, về còn thị trường thì nói một tí về thị trường này, thị trường hiện tại nhé mọi người, trường hiện tại thì hoàn toàn chúng ta nghĩ là sẽ hoàn toàn đi qua những vùng biên độ này thôi, rồi sẽ quay như này nhé, đó là một cái biên độ rất có thể kỳ vọng được với thị trường chúng ta. Đấy thì ta kỳ vọng như vậy với thị trường hiện tại của chúng ta như vậy. Đấy, đi trong biên độ sideways này thì chúng ta vẫn tốt, không gì xấu cả nhá. Và ta đang kỳ vọng là vào cái ngày thứ sáu là cái ngày 1 tháng 4 sẽ rất nhiều thông tin tốt nhảy ra. Đấy. Đó như vậy. Và thị trường chúng ta thì về VN10 thì là một cái biến động cũng đang khá tích cực sau khi cố gắng giữ được trên đường MA20. Đó, và với dòng tiền trở lại với dòng banh cũng là một điều rất tốt về thị trường chúng ta nhá. Sơ lược chúng ta là như vậy. Cho nên đầu tư chúng ta phải biết được là chúng ta đang ở đâu và kỳ vọng điều gì với thị trường hiện tại nha mọi người. Nhá. Thì xin chào mọi người nhá. Mọi người nhấn nút thích video, nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ người đầu chứng khoán nhá. Và tôi nói một chút về những cái vấn đề về một số mã phiếu. Thì hiện tại chúng ta thấy là một số mã phiếu về dòng banh đi. Đấy, một số mã phiếu về dòng banh là hiện tại thì một số mã phiếu rất tốt, ví dụ như là VB xuất hiện những điểm mua của nó rất là tốt nhá. Thì một hai đáy xuất hiện này, đổi dòng tiền vào và xuất hiện một điểm mua bốc kết vai vọt rất là tốt, chúng ta chờ đợi thêm một điểm mua breakout với mã phiếu này nhá. Đấy thì rất nhiều mã phiếu banh hiện tại cũng như vậy, nếu anh chị hiện tại đã có đang kẹp banh không, em nghĩ rất nhiều anh chị đang kẹp banh ở thời điểm bây giờ nhá. Nếu anh chị kẹp banh chị nhắn phía dưới thì team người đó sẽ hỗ trợ anh chị luôn, và nếu như anh chị vẫn chưa hiểu rõ về sóng banh sắp tới thì anh chị có thể chờ đợi cái video về tối nay hoặc là sáng ngày mai của team người đó sẽ phân tích cho mọi người về cái dòng banh ngày hôm nay. Đấy thì câu chuyện sẽ là như vậy nha mọi người, câu chuyện sẽ là như vậy. Thì hiện tại những mã phiếu banh mọi người đang tập trung vào mua sẽ là những mã phiếu như VB này, VB hay là một số mã phiếu như là BIDV, BIDV rồi BIDV, Liên Việt Banh. Đấy, những mã phiếu đấy tạo cho mình mô hình hai đáy, đa phần đều tạo mô hình hai đáy cả. Nhưng tại team người đó là mua là sẽ là mua những mã phiếu như EIB
nhá, EIP. Tại vì mã phiếu này nó kỳ vọng một cái game cũng như là mô hình nền tảng của nó nhá, nó kỳ vọng một game cũng như mô hình nền tảng của nó, EIP. Rồi mã phiếu BIDV nhá. Rồi tiếp theo đó là mã cổ phiếu VB. VB đấy là những mã phiếu người đang kỳ vọng vào hiện tại ở tỷ lệ hiện tại nhé mọi người. Đấy còn mà một mã phiếu cuối cùng nữa là mã phiếu MP, đó là bốn mã phiếu người đang kỳ vọng vào dòng banh này, có thể xin Techcombank nữa nhưng mà người đó sẽ kỳ vọng vào mã phiếu đang nằm trên đường MA20 nhiều hơn và mua những mã phiếu trên đường MA20 nhiều hơn nhá. Hiện tại rất nhiều những mã phiếu banh, mọi người xem những cái buổi livestream qua người đó mới biết rồi, người đó nhắc nhở mọi người là nên giữ những mã phiếu banh tại vì là hiện tại đã chặn những vùng đáy cứng của nó sau khi nó nhiều phiên kiểm tra lại nhá, nhiều phiên kiểm tra lại như rút chân. Cho nên mọi người thì quan sát thử những mã phiếu như vậy nhé, thay vì mọi người cứ mạo hiểm nhảy nhót vào những mã phiếu mà đang có tính đầu cơ cao là như vậy. Rồi một số mã phiếu về nhóm ngành chứng khoán thì người đồng nghĩ là hiện tại là nhóm ngành chứng khoán thì đa phần đều là những cái dấu hiệu về tạo mô hình và đang cố gắng tạo vùng đáy thôi nhá, còn chưa hiệu mua mua hiện tại thì bây giờ đâu, người đồng nghĩ như vậy nhá. Hiện tại thì người đồng nghĩ là nếu có thì mọi người nên tập trung vào việc là kiểm tra những vùng đáy ngắn của nó và có thể sẽ cơ cấu một số mã phiếu khác chạy khỏe hơn, dòng chứng khoán sẽ đợi thị trường ta đánh thì khi nó mới đánh lên được nhá, và cái biên độ đánh lên của nó hiện tại sẽ không quá là cao sau khi nó giảm quá là nhiều và những cái vùng kháng cự phía trên nó quá là nhiều nhá. Đấy sơ lược cho người như vậy. Về dòng dầu khí thì người đó nghĩ là hiện tại thì vẫn có thể kỳ vọng được, tuy rằng giá dầu thế giới đang giảm do một số vấn đề về đàm phán giữa Nga và Ukraine, nhưng chúng ta biết một vấn đề là giá dầu cứ trên 90 đô là Việt Nam chúng ta sẽ lợi nhá. Đó thì người có coi video về phân tích về cái dầu của Việt Nam chúng ta thì mới biết rồi, người đó có phân tích cho người ở video này nhá, triển vọng và ba cổ phiếu có thể quan tâm được nhá. Rồi một số mã phiếu về nhóm ngành cảng biển thì người đó nghĩ tiếp tục nắm giữ nhá, có thể mua thêm với một số mã phiếu như là Gamadex hay là VC nếu như nó chỉnh về những vùng nền rút chân tiếp tục với những cây như này thêm 2-3 phiên nữa nhá. Về nhóm ngành về hạ tầng thì người đó nghĩ là sẽ đi một cách riêng thôi nhá, hoàn toàn đi một cách riêng và những mã phiếu khỏe sẽ đi tăng thôi và những mã phiếu yếu sẽ giảm, người đồng nghĩ sẽ như vậy nhá. Hiện tại thì những mã phiếu đã lên rồi và sau đó kiểm tra những vùng nền phía dưới là điều rất bình thường của những mô hình đã lên của nó đó, thì hiện tại vẫn chưa vi phạm cái gì cả, mà thấy không, chưa vi phạm cái gì cả và đang trong một cái trend của nó, trend đã lên rất rõ ràng của nó, chưa gì sợ gì ấy. Với hiện tại một số mã phiếu như là Hà Tiên một hay là BC1 hay là vân vân nhá, cứ thoải mái nắm giữ, cái B cũng vậy, cứ thoải mái nắm giữ. Còn cái việc là chúng ta chỉ sợ là khi nó không giữ được những cái vùng nền cứng của nó phía trên đường mai 10 mà thôi, tôi sợ những điểm như vậy thôi nha mọi người. Dòng thép thì người đầu nghĩ là hiện tại đang bị phân hóa nhưng mà phiếu mạnh thì sẽ là những mã phiếu ở trên trên như là Nam Kim, nhưng mà phiếu yếu như là Hoa Sen và Hòa Phát sẽ là những mã phiếu dễ tạo mô hình mình cho mọi người, mô hình vai đầu vai, cho nên mọi người thận trọng hơn với những cái mẫu hình như này với những mã phiếu hiện tại như là Hoa Sen và Hòa Phát nhá. Còn mô hình của Nam Kim rất dễ cũng thể tạo mô hình hai đáy ngắn rút chân, cho nên mọi người cũng thận trọng hơn một tí, nếu như tốt nhất người nên để một điểm gọi là chặn lại từ vùng giá 47 nhá. Tiếp theo cho người là một số mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp. Xây lắp thì người cứ thoải mái vì nắm giữ, người đồng ý sẽ như vậy với một số mã phiếu như là T4G này, xong rồi HV này, nên là mã phiếu FCN này, đều như mã phiếu giữ được những vùng nền tốt của nó cả, chứng tỏ dòng tiền vào đỡ mã phiếu này rất tốt và khi nó đánh lên thì sẽ là một nhịp đánh lên rất là tốt với những mã phiếu như vậy nhá. Cho nên cứ thoải mái về nắm giữ, chưa vì gì phải sợ hãi quá những mã phiếu này đâu nhá. Sơ lược cho mọi người như vậy nhé đi mọi người. Thì bây giờ em đi đi ban sơ qua một số mã phiếu anh chị comment ở đây thì